chỉ cần vào comment là huyền thoại thức tỉnh, nó sẽ auto nhắn một cái tin nhắn, gift code về tin nhắn riêng cho anh em luôn. Hello, xin chào anh em, như vậy là tựa game Đại Chiến Lục Đạo, Đại Chiến Nhân Giả đã ra mắt rồi anh em ơi. Và trong video này, mình sẽ cập nhật cho anh em 17 cái gift code mới nhất, xịn sò nhất, đầy đủ nhất, để anh em có thể có một hành trang trở thành một nhẫn giả cực kỳ là khủng khiếp nha. À đúng rồi, mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập gift code trước cái đã nhá. Đầu tiên thì anh em click vào avatar nhân vật của mình. Sau đấy nó sẽ hiện ra một mục, đó chính là nhập gift code. Thì anh em chỉ việc ấn vào mục nhập gift code đấy. Và bây giờ có thể nhập 17 cái code rồi nha anh em ơi. Gift code thứ nhất là Lightpack. Gift code thứ hai là Ninja 666. Gift code thứ ba Ninja 999. Gift code thứ tư Gacha. Gift code thứ năm Tobi Rama. Gift code thứ 6 Kakashi. Gift code thứ 7 Đại Chiến Lục Đạo. Gift code thứ 8 Huyền Thoại Trở Lại. Gift code thứ 9 Lỗi Tại Em. Gift code thứ 10 Rin Cảm Ơn. Gift code 11 Đại Chiến 10k. Gift code 12 Đại Chiến 30k. Gift code 13 Đại Chiến 50k. Gift code 14 Đại Chiến 70k. Gift code 15 Đại Chiến 100k. Gift code thứ 16 là Gift code thứ 17 là đấy, bởi vì hai gift code này là hai gift code riêng, anh em cần phải làm sự kiện thì mới có được nha. Nhưng không sao, mình sẽ hướng dẫn anh em làm hai cái sự kiện lấy gift code này cực kỳ là dễ luôn. Thì ở đây nó có sự kiện là thông báo lộ trình ra mắt loan tin nhận quà này. Thì đầu tiên là anh em ấn like. Thực ra mình làm cái kiểu này nhiều rồi anh em ạ. Anh em đích cần phải like share ở đâu, mình chỉ cần vào comment là huyền thoại thức tỉnh. Đấy là cái thuật toán ấy, nó sẽ auto nhắn một cái tin nhắn, gift code về tin nhắn riêng cho anh em luôn. Thì đấy là cách mà mình hay làm. Nhưng mà nếu như để cho chắc cốp thì anh em thường tốt nhất là cứ ấn like, chia sẻ một cái, lấy một cái nick clone giống như mình ấy. Sự kiện thứ hai là hóng game ra mắt. Đấy, tiếp tục là anh em lại vào cái bài post đấy và comment chữ hóng game nè. Đó là ok nha. Đồng thời tag thêm một người bạn. Thực ra nó có hướng dẫn tất cả những cái bước đây rồi, rất là dễ luôn, làm chưa đến 30 giây thề với anh em luôn. Thì mình có để hai cái đường link đấy, thì anh em chỉ việc click vào luôn, sau đó là làm luôn cho nó nhanh nhá. Đấy, nếu như anh em thấy hữu ích thì cho mình xin một like cũng như là ấn đăng ký kênh nhá. Với cả là mình cũng vừa mới xây dựng một cái fanpage tên là Link Andy luôn. Ở trong cái page đấy thì mình sẽ cập nhật tất cả những cái gift code mới nhất của các thể loại game đấy. Thế kể cả là Đại Chiến Lục Đạo này hay là game gì cũng có luôn nha. Thì anh em có thể follow cái page đấy, bởi vì là nếu như có code mới mình cập nhật ở trên page luôn, anh em chỉ việc vào copy và dán vào trong cái game của anh em thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc là xem ở trên YouTube. Và nếu như anh em đang cần tìm giả lập chơi game trên PC mà có thể auto treo máy các thứ được thì nhớ tải LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều mẹo hay cũng như là gift code mới về tựa game Đại Chiến Lục Đạo, Đại Chiến Nhân Giả anh em nhé.